Hello mọi người nha. Thì hôm nay thì em sẽ làm một món gà hấp nấm, gà cuốn với bạc hấp nấm nha mọi người. Đây, một con gà, một cái ba mọi người. Rồi em sẽ đi chia, sơ chế nha. Bỏ bụng cho chứa bụng đúng không? Ừ. Không còn mỏ đâu. Nhét vô thôi. Đây, để em sẽ đi rửa. Giờ sẽ đi rửa nó thôi. Mấy cái lông này lại nha mọi người, có lông thì mình lập lông, không có lông thì mình rửa nha. Em sẽ để nguyên con thế này nha. Làm sạch sẽ luôn rồi. Giờ chỉ lấy mút sắt thôi mọi người, làm sạch sẽ được, công nhận. Gà trong siêu thị nó làm sạch thật. Con gà nào em mua có 78.000 một ký ba. Gà dai đàng hoàng nha, không phải gà bở đâu nha mọi người ơi. Một ký ba mà có 78.000. Giờ đi lên mua. Phô câu nó ra. Cái phô câu này có trong nhà có ai ăn không vậy? Đấy. Hả? Đây. Bỏ một ít thôi. Cái nấm đây làm cho. Nấm có gì đâu, kẹt kẹt đấy nè. Đấy, làm như vậy. Đây, đúng rồi. Bật đúng không? Lấy cho cái bộ cái thau đi, cái bộ không phải không. Gà mình chỉ rửa lên đấy thôi, tại vì là sạch lắm mọi người ạ. Sát vào rồi. Sơ chế nấm nha mọi người. Cái nấm ra đây này. Cho em làm luôn. Đây. Ta nhìn lò lên rồi. Đây là rổ nấm của em. Có nấm bầu ngư, nấm đùi gà. Cái này nấm hải sản. Cái này người ta gọi là nấm bầu ngư, không phải nấm dai đâu này. Nấm này mình luôn. Chụp đâu rồi? Chụp chung, chụp cái bọc thôi, thôi chụp đấy. Để thế này luôn thôi nè, chẻ đuôi đó ha. Chẻ này. Ê! Giờ chưa? Cái nấm mình để nguyên ha. Cắt đuôi ra. Nấm này không phải nấm dai, người ta gọi là nấm bầu ngư nè. Em là họ phụ cho mọi người không biết nha. Những cái clip kia em là biết độc chính nên em sẽ làm phụ biết. Phụ cho ra gì á? Nấm này thơm mùi men quá ha. Ừ. Thơm mùi men rượu á. Ừ.
Phụ cho ra đi luôn hả? Phụ cho ra đi luôn hả? Cái gì cho ra đi? Phụ cho ra đi luôn hả? Ừ, ra đi đi. Cho ra đi. Đây, để cái này, cắt cái nấm này kìa. Người ta bỏ, người ta bỏ rồi mình ăn hết á. Đùi gà nè. Đùi gà này, có nấm đùi gà nè mọi người. Cái nấm đùi gà nè mọi người. Chả, này. Ui, chả ơi. Quá là đá luôn. Có mua bớt gì bỏ vô hết không? Tí nữa cũng phải đi mua mối gì, mối nước rồi hả? Mối gì đây? Cà tím. Thôi cà tím gì đi. Có nấm rồi thì cà tím. Có nấm rồi thì nghỉ cà tím. Mướp thì được. Ờ, mướp. Thì cháy dưới vậy. Quay đi đến là bật cục mua nha. Thôi đưa đi. Từ từ. Đồ. Dạ. Gọt hết mấy vậy. Cái em ở nhà làm gì? Anh đi vậy? Không, anh đi. Nhà em rửa nấm đâu nè. Rửa sống, rửa xí chứ mấy. Bóp muối đâu nó. Cắt cái nhỏ ra cách này rồi sao ăn? Rồi nóng sao ăn? Đưa hùng muối xuống nha. Với bạn được. Phải mua thêm ít à? Trời ơi này. Một hồ nấm luôn mọi người ạ. Giờ mình sẽ rửa muối nha, sắp muối rửa nha mọi người. Thì đó, em mới nói hết rồi. Để đó đi, để miếng đó đi. Đi là cái bớt ha. Nấm nha mọi người. Mình vừa qua xí nước lạnh là mình nước vừa mình nước muối nha mọi người. Nấm này giống nấm dai quá ta, mà sao người ta gọi nấm bầu ngư ta. Còn muối không em? Nấm gì? Có bọt con đó. Kìa, hai bịch chen kia kìa. Xong nha mọi người.
Em sẽ để đây. Giờ em sẽ đi làm nước sốt nha mọi người. Em sẽ đi làm nước sốt mọi người ơi. Nước sốt thì mình có sa tế, tỏi nữa. Tỏi thì em sẽ băm ra chứ không có đâm giả nữa, cay. Em sẽ không làm cay nha mọi người, em sẽ làm không cay. Đây là biết rồi. Hai bà cháu đi đâu rồi? Hả? Chơi ở đâu? Thank you.
sẽ bỏ một cây sả nữa nha mọi người. Cái này thì mình sẽ trộn, làm để trộn nấm nha. Còn ở ngoài da thì mình sẽ cho ít màu thôi. Em sẽ bỏ một xí sa tế. Rồi mình nướng với bạc á. Thấm cái hơi trong nó với bạc á. Bỏ vô hà nữa nha mọi người. Bỏ một xí nước mặn nhé. Cái chừng mặn nha. Bỏ chút xíu mật ong nữa, lít có ra hạt nữa hay không. Mật mía chứ mật ong gì trời. Cái này là để trộn nóng, còn ấy ở ngoài thì được. Anh đưa rồi nó lên này. Cắt mớt nè. Nướng mà nướng mà không cần phải gọt vỏ nha em. Trong mà sao lại không gọt vỏ? Được. Mình để ở trong mà đâu phải ở ngoài đâu. Trời ơi, ủ nấm luôn rồi trời. Không nhét cho bụng con gà nha mọi người.
sẽ nhận vô nha mọi người ơi. Đầy ấp luôn mọi người ạ. Những cái gì khều ấy nó lại tắt này ngắn rồi nha. Cái đó chắc để ở ngoài chứ ở trong đầy rồi. Trong bỏ ruột xung quanh. Nó đầy, trong ruột nó đầy rồi. Nhưng mà cái này chắc mà cắt thì cắt đâu thôi chứ không có cắt ấy nữa. Ừ. Mọi người ơi, giờ mình ấy lại. Mình khâu nó lại. Đấy thì mình khâu nó lại mọi người. Mình cái thép. Thép được không ta? Hay để thế này ta. Không có để bình thường đi. Bình thường con gà đang ỉa vậy đó, ỉa ta tắm vậy. Mọi người, nè, coi nè. Đó, toàn nấm là nấm không. Lúc này em lưu. Anh lấy cái bạc luôn đi. Bỏ cái măng nha. Bỏ khoảng bao nhiêu để anh xé làm sẵn. Anh đưa ra đem làm cho. Đúng đó không hả? Ừ. À, em đổ con gà bao nhiêu á? Trời ơi, em. Trời, cái này không đủ quá. Em canh sao mà tính về đổ con gà. Bỏ này cho ta. Bỏ bạn ơi, bỏ này cho. Đó. Cho mấy nước canh nữa tấm 2 giờ luôn. Hả? À, em để cái dấu cộng đó. Từ từ em lấy cái này sao mới để dấu cộng nhé. Thì em canh đủ rồi được rồi. Mướp lắm thì không vô được nó đâu anh. Chuyển hoài mà em. Quá nhiều lắm rồi. Hả?
Nó có nấm mà. Thế là mình sẽ vào đây nè. À, đúng chưa? Cái đi. Hết. Nước này. Tắm. Thôi được rồi, được rồi, đừng có ham đấy. Ham này vô không được đây này. Tắm. Hết như bạc luôn hả? À. Lộn nhờ ra nè. Đấy, miếu luôn rồi. Đâu, lộn nhờ đâu. À, chịu khó thì nó buồn cùng ấy nha. Ừ. Nha. Ừ. Cuộn này chứ nó không kính là nó không có rụt đâu em. Ừ. Đúng không? Không có rụt. Đùng một con gà này một cuộn không đủ đâu mọi người ạ. Ôi xời ơi, đó, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy thấy đầu tư chưa? Đó, con gà nè. Đó. Đó, mọi người thấy cái đầu tư chưa? Thấy đầu tư của em chưa? Sao đừng nướng con gà trời. Đang chờ mua giấy bạc mọi người ạ. Đừng lại cho kín. Hả? 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 Hả
đứng lên, đứng ngàn nó lên. Ủa luôn, làm nó luôn, làm nó luôn. Con gà nữa, ba con chết bạc mọi người. Mọi người ơi, má ơi, những bạc con cũng muốn nghèo luôn á. Thấy em đầu tư ghê không? Còn gì đây? Ủa sao em bỏ tuổi gì nữa chứ vậy? Em thử không có thai đấy. Anh ta bỏ thai, anh bỏ cho nó tuổi để cho nó có thai thôi, để cho cái trái cái thai lên thôi. Rồi đưa nữa hả? Mà vô kệ nó. Đứng với bạc thôi, muốn lửa có sao đâu mà. Cái đó hả? Mày thấy cái kia. Đứng với bạc mình đâu có bỏ bỏ cái đồ sợ. Đây, cho em lên lò nha mọi người, lên đi. À. Đó, cho em lên lò nha mọi người. Lửa nó sao không ta? Lửa nó cháy với bạc không? Không biết nữa. Nó cháy. Trời, lửa nó cháy với bạc. Nè cháy rồi nè. Thôi rồi, chỉ đại không? Con gà 1 ký 3 thành ra 5 ký. Con gà này có ký 3 mọi người nha, nhưng mà nó thêm đồ bỏ vô nó bây giờ nó chắc nó khoảng 6 ký mọi người. Thank you.
Một số địa bàn điểm nóng về tội phạm tổ hợp ma túy đáng chú ý là xã La Hiệp, Bình Châu, Phước Lộc, Xuân Mộc và thị trấn Phước Lộc. Đây là những địa bàn mật độ đông người cư, nhiều người đã ngay thường xuyên và sự quản lý đối tượng quản lý các địa bàn của chính quyền mạng lưới an ninh cơ sở rất khó. Công an huyện Xuân Mộc phát hiện đây là những địa bàn trọng điểm đã xuống cấp và lâu dài, đòi hỏi công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tổ hợp ma túy cũng được thực hiện thường xuyên và liên tục với các mục tiêu của hệ thống chính trị địa phương. Trung tá Nguyễn Văn Hải, đội trưởng đội cảnh sát hình sự kinh tế và ma túy công an huyện Xuân Mộc nhận định chính trị đấu tranh tấn công chấn áp tội phạm ma túy nhiệm vụ của công an phường ở địa phương. Những các cảnh báo từ tổng thống giúp đỡ của nhân dân đã và sẽ phát hiện thôi em bé, họ chưa ăn cơm, không có uống thuốc đúng không? Hả? Uống gì đó, sáng uống liều, tối uống liều đi. Bác. Cái luồng nó đi đều thiệt mẹ. 23 với 33 á. Đó, có này sợ đi 4455. Khi nó sẽ có 1 2 kỳ nó dậy.
Đa số đi đều lắm. Không, nó gãy rồi nó đi gần. Đi gần rồi nó đi trở lại này. Ừ. Có khi ra đủ bộ luôn á, bà con luôn á. Còn 76, 67, 77 cũng vậy. À, hôm giờ đâu đi 76 không? Cái này kéo đi. Mà mày biết chết rồi chết qua nhiều. Con 73 chứ con 75. Đúng rồi. 73 bơi như con nó tập trọng quá bữa không ra 37 nữa. 37 không à. Đó là hồn đứa 99 rồi, có là hồn đứa 99 không không luôn. Con 19 nó đi rồi, 18 nó đi trở lại, mà không biết rồi nó có đi không. Con 18 nó đi trước là đậu nguyện 19 rồi, nó theo sao. Con 10, 40, 50. Luộn đi đều á, sổ quấn luộn đó. Nhưng mà quấn luộn nó có một cái thì quấn luộn nó lâu. Luộn phải theo. Nó lâu lâu đó kìa, nhiều khi ba con nó ra một con thì sao mình đỡ được. Nó nướng cái gì à? Nướng gà. Giờ đủ rồi, nó đi lung tung lang thang hết rồi nha. Nói chung ba con ra hai con là mừng rồi. Ừ. Bây giờ nó còn là không năm, thằng không là nó còn con 02, con 03. Có từng con 73 á, 73 cái từng ra. Là chắc là lắm mà. Chết bao nhiêu ngày? Chắc tầm mười mấy ngày nhiêu. À, hôm hôm ra 23 lúc có 6 ba thường 23 đi rồi quá 6 ba đi 23 đi hết hả? Ờ, cũng mẹ đi hai bữa liền. Đi hai bữa liền, ba ba đi hai bữa liền, gồm rất hai hai ba 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 ba. Có đường nào mò phải không? Thank you.
Thank you.
Các chủ đầu
Em ơi, nè, cứ vô ra chào cái nha. Mọi người ơi, gà thì cũng đã như thế này rồi mọi người này. Đó. Nó bốc lên hơi lên rồi nha. Thôi cũng clip cũng dài rồi nha mọi người. Xin chào, tạm biệt nhé.